Ok luôn em, thì hôm nay trên tay mình là một con Dream 101 nha em. Thì sẽ review tất cả chi tiết. Đầu tiên là về phần dàn áo, thì xe này chạy được cũng hơn gần 20 năm. Về cặp phụ thì mình thấy vẫn còn còn zin nha, có một chút dày xước ở trên phụ. Về phần bánh thì bánh căm, vỏ là vỏ của Casomina. Giờ mình sẽ nói về phần máy. Cục máy của chủ xe là máy zin. Còn về phần cốt chơi sơn với lại phần nhâm sinh đĩa, thì nhâm sinh đĩa của chủ xe là đi 14-36 nha anh em. Về cặp phục sau thì phục sau của bạn ấy làm ống lồng phục viên luôn, vỏ sau cũng là của Casomina luôn em. Bài cặp phục Casomina nè, chung là mình nói chung là xe này toàn bộ chi tiết đều là zin hết. Mình test máy thì về cái tiết âm thanh mình thấy là khá là ơn, mặc dù đã xe này đã chạy được gần 20 năm. Về mặt đồng hồ của xe thì xe mặt đồng hồ thì chưa làm chưa thay. Audio cũng được là 21.829, cái này là audio mới nha, còn audio cũ là mình nghĩ là khoảng mấy trăm ngàn cây rồi. Về phần gương chiếu hậu thì gương chiếu hậu chủ xe đã thay lại là gương của quay nha. Còn bao tay thì là bao tay bao tay này bạn cũng đã thay lại rồi. Rồi mình sẽ tạm dừng clip ở đây nha anh em, sẵn cho mình like một xe một đăng ký nha.